Hello, chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình làm miếng trộn Hàn Quốc cả nhà ơi. Có rất nhiều bạn yêu cầu mình là chị Nhung ơi, bữa hôm chị ăn miếng trộn Hàn Quốc mà chị chưa chia sẻ cách làm thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đây cả nhà ơi. Thì đây là miếng trộn Hàn Quốc mình mua trên Amazon nè. Cái bịch này mấy đô mình cũng quên rồi. Coi chị chích cả bển líu lo bển kìa. Đây là nấm nấm đùi gà cả nhà, mình cũng đã cắt ra như vậy rồi. Một mình cũng đã bào cà rốt ra rồi, cắt hành ra rồi. Cái này là ớt chuông màu đỏ, còn này là cải thìa và cải ngọt mình cũng cắt ra vừa vừa luôn. Còn đây là hai quả trứng gà mình chia ra là lòng đỏ riêng, lòng trắng riêng. Còn đây là 300 gram thịt bò cả nhà. Thì mình đã ướp dưới đây là một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh nước tương, một muỗng cà phê bột nêm và một ít tiêu và một ít dầu ăn vào đây. Mình ướp nãy giờ cũng được 15 phút rồi. Bây giờ mình sẽ đi luộc miến nha cả nhà. Miến này thì họ nói luộc khoảng chừng 5 tới 6 phút thì mình canh nha cả nhà. Trong đây mình bỏ xíu muối vô đây rồi. Thì cả nhà nhớ canh không thôi là nó ấy quá thì nó không ngon. Đó, nhớ canh 5 6 phút nha cả nhà. Còn bên nồi mà bên đây thì mình bỏ vô đây một xíu muối rồi mình sẽ luộc rau cả nhà. Thôi rồi mình bỏ vô khoảng chừng 10 giây là mình lấy ra được rồi cả nhà. Đừng có luộc rau quá là nó cái cọng rau nó ăn nó không có giòn ngon mà nó mất đi cái vitamin. Rồi cả nhà bỏ ngay qua dưới cái thau nước đá để cho nó xanh rau nha cả nhà, với lại nó ngưng cả cái nấu á, rau nấu chín quá nó mềm mềm nó không có ngon. Rồi mình bỏ ngay vô cái thau nước đá, lát nữa nó cái rau nó rất là xanh luôn. Chín rồi cả nhà ơi, 6 phút họ đúng nói đúng 6 phút luôn là mình thưởng một cộng là nó chín rồi. Thôi bây giờ mình sẽ chế vô đây khoảng chừng một muỗng canh nước tương, một xíu đường, hai muỗng canh dầu mè, trộn lên cho nó khỏi dính lại và nó cũng thấm cả cái miếng luôn cả nhà. Mình trộn đều và để đây. Cái rau hồi nãy mình ngâm vô nước đá đó, bây giờ nó lạnh rồi, bây giờ mình sẽ chế vô đây một xíu nước tương, một xíu dầu mè, rồi mình rắc một xíu mè vô đây. Mè này mình đã rang rồi rất là thơm. Mình trộn lên bỏ vô đây, có vậy là bắt đầu mình có màu xanh rồi đó. Đi xào rau củ cả nhà ơi, thì trước tiên thì mình sẽ đi xào hành trước. Thì cái món này cả nhà, người Hàn Quốc họ chỉ mình đó là không có nên xào tất cả lại với nhau mà xào riêng ra cả nhà. Nhưng mà bắt đầu là phải hành mình xào trước đầu tiên đó. Bỏ xíu dầu vô xong rồi xào hành trước, nêm đây một xíu đường, một ít bột nêm, một ít muối. Cứ mỗi xào mình cứ nêm một xíu vậy đó cả nhà. Rồi mình xào hành xong rồi, xào hơi hơi như vậy rồi vậy cho nó còn đủ giòn. Rồi bây giờ mình sẽ xào cà rốt cả nhà ơi, bỏ xíu dầu và ăn vô rồi mình xào cà rốt. Một xíu muối vô, xíu đường, xíu bột nêm, ít tiêu. Rồi cà rốt cũng xong cả nhà. Rồi ớt chuông cũng xong luôn cả nhà. Khoan nóng xào một hồi nó ra nước cả nhà ơi. Rồi xào như vậy là mình thấy mình nãy mình ăn thử miếng rồi. Ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đi chiên trứng cả nhà ơi. Cả nhà thấy không, mình chiên như vậy đó. Rồi lát đó mình để riêng màu trắng riêng, màu màu vàng riêng á, lúc mình làm như vậy đó cái màu nó rất là đẹp luôn. Chứ mình ấy chung á cái màu nó không đẹp. Mình màu trắng mình cũng làm vậy luôn nha. Rồi xong, cắt trứng nhỏ ra.
Còn màu vàng đẹp không cả nhà? Khi tí tỏi lên, bây giờ mình sẽ xào thịt bò. Đó. Rồi cả nhà ơi, thịt bò cũng chín luôn rồi, bây giờ mình sẽ bỏ qua bên kia. Cả nhà thấy đủ màu sắc đẹp ghê không? Thịt bò nè, cà rốt nè, hành nè, cải nè, trứng hai màu luôn đó, đẹp không cả nhà? Ui trời, không có thiếu màu gì luôn ha, đẹp ha, thiếu màu đen. Rồi bây giờ là mình sẽ chế vô đây thêm khoảng chừng 2 muỗng canh nước tương vô đây. Rồi. Rắc một ít mè vô. Khoảng chừng 2 muỗng canh dầu mè nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn lại nha cả nhà. Wow, trời ơi, nó thơm ơi là thơm luôn. Đủ màu sắc không thiếu gì. Quá là chừng thơm. Quá là chừng, cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ ra dĩa thôi. Ta-ra, cả nhà ơi, xong rồi. Rắc một xíu mè lên trên nữa. Voila, voila. Mời cả nhà ăn miếng trộn Hàn Quốc cùng với mình nha. Một đĩa khổng lồ luôn. Trời ơi, có một gói thôi cả nhà ơi, mình làm ra được một dĩa nhiều ơi nhiều luôn. Mình không ngờ luôn, bữa hôm trước cũng vậy đó. Mình nói là trời ơi, có một gói mà sao mà nó nhiều dữ vậy nè. Ý cho chị chỉ cà miếng thịt bò ha. Miếng thịt bò rồi để chị khỏi la nhà ơi. Mình ăn mà không cho chị là chị đi nổi lắm. Ý, lộn ngược cả cái ấy rồi. Mời cả nhà. Thơm mùi dầu mè. Cái miếng Hàn Quốc đó cả nhà. Cái cọng nó bự là bự. Nó dai ơi là dai luôn, ngon. Rất là đủ màu sắc nè. Đó, củ xào chín tới nữa. Ăn nó sật sật rất là ngon. Cả cái nấm đùi gà béo ghê không. Tự nhiên trộn vô đây nấm đùi gà nó béo ơi là béo luôn cả nhà ơi. Lần này á, mình đã chia sẻ cách làm miếng trộn Hàn Quốc rồi đó cả nhà. Cả nhà đừng la mình nữa nha. Lần trước là bị mình làm món AS bên cái Nhung Hà món ăn ngon á, bị lỗi kỹ thuật cả nhà. Đợt đó là mình có quay rồi, xong tự nhiên á mình lỡ xóa mất tiêu. Thành ra không có video. Lúc ăn thì không xóa, mà xóa cái lúc mà mình nấu nên là đăng đỡ. Hôm nay là chia sẻ cách làm bù cả nhà. Bữa hôm của bạn nhắc mình là ánh sáng sáng quá. Hôm nay mình thấy cái đèn nó hơi màu vàng vàng, không biết là video màu đẹp hơn không. Thịt bò mềm ngon cả nhà. Nhà sách dài dài giống vậy nè. Mình thấy người Hàn Quốc họ sách dài dài giống vậy đó. Không, mình trộn sao mà mình chỉ ước lượng theo cái nhà mình ăn thôi mà nó rất là vừa ăn, không có nêm nếm gì nó trơn ở nhà ngon. Bữa hôm mình rất là thèm cái món này. Em gái ở Việt Hàn cấp bộ á, kênh của em Việt Hàn cấp bộ á,
em ăn cái món này nè, cái mình trời ngon quá, cái mình lên mạng mình học cả nhà. Trời ơi, hôm nay được ăn, lần này là lần thứ hai được ăn miếng trộn Hàn Quốc, ngon. Làm nhiều vậy chứ có ăn bao nhiêu đâu cả nhà. Nãy giờ là cũng mất mấy tiếng đồng hồ mới xong rồi nha. Cái màu sắc hôm nay chắc là không có sáng quá cả nhà ha. Chị chỉ còn được một miếng rồi. Em đây rồi. Cái rau mình bỏ qua nước đá, nó xanh ơi là xanh luôn cả nhà ơi. Luộc cái mình bỏ vô nước đá cái nó xanh ngon. Rau củ xào chín tới nó sật sật ngon. Nếu mà cả nhà thích nó chưa có chín tới như vậy thì xào lâu hơn chút xíu, nhưng mình thích ăn nó sật sật nhà ngon. Với lại chín quá nhà biết mình nó mất vitamin nhiều lắm. Cả thêm miếng cho nó cộng ớt đi. Nhận vừa ăn ra luôn. Thứ nhất là cái nấm mà nhà ơi. Béo ơi là béo luôn. Cả nhà, có ai làm miếng trộn Hàn Quốc ăn chưa? Bao giờ chưa cả nhà? Lần thứ 25. Lát nữa rồi con trai ăn cùng rồi nha. Ngon. Mình chưa có ăn ở nhà hàng bao giờ hết. Mình chỉ có lên mạng học, đây là lần thứ hai mình ăn cả nha. Mình rất là thích luôn. Đầy đủ hương vị hết. Dầu mè, nhất là cái mùi dầu mè cả nhà, rất là thơm. Ngon. Nãy giờ mấy dĩa rồi ta? Ngon quá. No. Nãy giờ mới ăn mấy dĩa mà no cả nhà. Ngon.
ngon cặm cùi ăn luôn. À không, hết rồi, để trong ngăn đá. À lộn, trong ngăn mát á. Trong tủ lạnh rồi nha, không ăn từ từ. Thôi no ứ hự rồi cả nhà ơi. Nãy giờ mình ăn mấy gì á, mình làm cho cố mà ăn có hết đâu. Thôi để tủ lạnh ăn từ từ ở nhà ơi. Thôi tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi đừng quên ủng hộ Nhung Hà một like, đăng ký ủng hộ cho kênh mình với nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Bye bye.